Cái gì cơ? Hối hận vì mua sim Nguyên theo giá rẻ? Ok, video này mình sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi liên quan tới con sim giá rẻ này nhá. Mua Nguyên theo về phát wifi cho cả họ xài có được không? Câu trả lời là không nha các bạn. Nguyên theo không giới hạn dung lượng truy cập internet, tuy nhiên là chỉ xài một mình bạn thì không giới hạn. Nhưng nếu bạn dùng tính năng chia sẻ wifi để phát ra cho những người khác xài á, thì nó sẽ giới hạn theo từng cái gói. Với gói thấp nhất là 3GB trên một tháng và gói cao nhất theo mình biết là 8GB trên một tháng. Cho nên nếu bạn đã có ý định mua con sim Nguyên theo này về để cắm vào một cái thiết bị phát wifi á, thì không nên làm như vậy nha các bạn. Bật tính năng chia sẻ wifi khi dùng Nguyên theo như thế nào? Chỉ cần các bạn truy cập vào mục cài đặt, tiếp đến thì chọn mục di động, sau đó là chọn vào cái sim Nguyên theo, chọn tiếp vào dữ liệu di động và điền các cái thông tin đúng như mình đang để ở trên màn hình đây nè. Nguyên theo chơi liên quân tốc chiến PUBG Mobile có ngon không? Câu trả lời cũng là không luôn nha các bạn. Một số người bạn của mình khi chơi PUBG bằng Nguyên theo này thì ping khá là cao, trải nghiệm nó không được mượt mà đâu. Thậm chí khi mình vào liên quân thì game nó còn hiện một thông báo là mạng không ổn định, cần tìm một cái đường truyền kết nối tốt hơn. Mặc dù cái tốc độ download nó rất cao nhưng ping không ổn định thì chơi những cái game mà yêu cầu tính ổn định á thì nó lại không ổn đâu. Mua về lướt top top rồi download phim hoặc là nghe nhạc thì ok nhá. Tại sao gọi Messenger bằng 4G thì không gọi được? Thực ra thì Nguyên theo họ chưa hỗ trợ cái tính năng gọi là Voice over LTE, cho nên nếu bạn vô tình bật tính năng này lên thì các bạn sẽ không thực hiện được cuộc gọi Messenger bằng 4G. Cách đơn giản nhất là các bạn vào phần cài đặt tìm từ khóa là VoLTE và tắt nó đi và nhớ là khởi động lại máy nha. Quan điểm của mình thì Nguyên theo nó vẫn là một cái sim đáng để lựa chọn để lướt internet không giới hạn tốc độ. Tuy nhiên nếu bạn có những cái nhu cầu đặc biệt thì đây vẫn chưa phải là con sim mang lại được cái trải nghiệm tốt nhất. Với 55k trên một tháng để sử dụng internet không giới hạn dung lượng thì đâu có quá tệ đâu phải không nào?